Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 2. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tình Đầu Chóng Phai của tác giả Tuệ Lâm. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thấy Nguyệt Lan vừa về đến nhà đã chui ngay vào chăn, chị gái lo lắng em mình có chuyện liền hỏi thăm cô. Nguyệt Lan, em bị sao đấy? Vừa về nhà đã chui rúc vào chăn, em ốm hả? An Đình, chồng của chị gái Nguyệt Lan, bước ra lớn tiếng nói. Em cứ kệ nó đi, khi nãy anh thấy ai đưa con bé về, hai đứa ngồi trong ô tô cả buổi mới vào nhà. Nguyệt Lan nghe thấy hét lớn. Á, anh kệ em đi, chuyện của em mà. Nguyệt Ánh và An Đình thấy vậy chỉ biết cười, chẳng biết từ nào để nói về cô em gái này nữa, liền kêu Nguyệt Lan đi tắm nhanh để vào ăn cơm. Bên này An Vũ tưởng rằng mình không có cơ hội, anh về nhà với vẻ mặt đượm buồn, anh đi thẳng một mạch vào phòng không quan tâm đến ai. Vừa mở cửa phòng ra thì thấy Hân Hân đang ngồi trên giường với bộ đồ ngủ mỏng manh. Này, cô làm gì đấy? An Vũ che mặt lại và ngoảnh đầu đi chỗ khác. Hôm nay anh đi ăn cùng Hồ Lan à? Anh có biết là em ghen lắm không? Em gọi anh còn chẳng thèm trả lời, nên hôm nay em phải phạt anh mới được. Vừa nói Hân Hân vừa vuốt ve thân hình An Vũ, anh kinh tởm phủi tay cô đi thẳng ra ngoài. Hân Hân tức giận nhưng cũng chẳng biết làm gì. An Vũ bước xuống thấy bà An đang ngồi xem tivi liền nói. Mẹ lên mà dẹp cái thứ kinh tởm trên kia. Khi nào có cô ta trong nhà, con sẽ không về nhà đâu. Bà An nghe vậy cũng chẳng quan tâm gì đến, vẫn ngồi ăn trái cây và xem tivi tiếp tục. An Vũ không nói nên lời, anh lái xe đi mất. An Vũ chẳng biết đi đâu về đâu. Anh định đến nhà Nguyệt Lan. Anh mở điện thoại thì thấy giờ cũng đã 12 giờ đêm. An Vũ không dám làm phiền Nguyệt Lan lúc này. Anh bất lực đập mạnh vào vô lăng, bất lực muốn rơi nước mắt. An Vũ ngủ thiếp đi trong xe đến sáng. Cuộc gọi của thư ký Lâm đánh thức anh. An Tổng, sao giờ này anh chưa đến công ty vậy? Nguyệt Lan đang kiếm cậu đây này. An Vũ giật mình liền chạy vội đến công ty. Vừa đến công ty đã thấy Nguyệt Lan đứng đợi anh ở cổng. Hôm nay cô mặc một bộ váy trắng bung xòe trông thật là đẹp. Cô đứng nhìn xung quanh để chờ anh đến. Vừa bước xuống xe anh chạy thẳng đến chỗ cô. Nguyệt Lan chờ anh cả buổi định lớn tiếng chửi, thì thấy bộ dạng đáng thương của anh, nên Nguyệt Lan cũng không nỡ. Cô bỏ đi để An Vũ theo sau cô. Đến văn phòng, Nguyệt Lan đưa một tập số liệu dày cộp cho anh, xong nói rằng tôi làm giùm anh hết rồi, anh ký tên vào đi. An Vũ thấy cô đã làm hết cho mình, tỏ vẻ ngượng ngùng nói. À, cảm ơn em. À không, cảm ơn cô nha. Nguyệt Lan nghe mà không nhịn được cười. Sáng vẻ này của anh không phải ai cũng nhìn thấy được. Đang vui vẻ thì thư ký Lâm đột ngột bước vào với vẻ mặt hớt hải nói với An Vũ. An Tổng có chuyện rồi. An Vũ thấy vẻ mặt lo lắng của thư ký Lâm cũng sợ hãi, liên tục hỏi anh có chuyện gì. Sao vậy, có chuyện gì? Thư ký Lâm thở hổn hển đáp. Bà An. An Vũ nóng vội lo lắng. Mẹ tôi sao, sao hả? Bà An lên cơn đau tim đang ở bệnh viện, cần chữ ký để phẫu thuật gấp, anh nhanh đến bệnh viện đi. An Vũ nghe xong tức tốc chạy đến bệnh viện, vừa đến anh liền đi tìm người để ký tên. Sau khi đã có chữ ký của các bác sĩ, nhanh chóng đưa bà An vào phòng phẫu thuật. An Vũ ngồi gục mặt trước phòng phẫu thuật, Nguyệt Lan bên cạnh liên tục an ủi anh. 30 phút sau bác sĩ bước ra lắc đầu ngán ngẩm. Ai là người nhà của bệnh nhân An Lâm vậy? An Vũ bật dậy trả lời bác sĩ. Là tôi, mẹ tôi sao rồi bác sĩ? Sao lại nhanh vậy bác sĩ đã ra ngoài rồi? Bác sĩ Tô lắc đầu. Mẹ anh bị suy tim nghiêm trọng, có nguy cơ cần phải ghép tim. Và giờ bệnh nhân còn mất máu quá nhiều. Bệnh nhân là nhóm máu AB hiếm, nên bệnh viện không còn máu để truyền, cần phải lấy máu người nhà.
An Vũ vội trả lời. Anh thử máu của tôi đi. Vậy mời cả hai đi theo tôi để xét nghiệm máu nhé. Nguyệt Lan và An Vũ vội vàng đi theo bác sĩ. Nhưng khi kiểm tra, máu của An Vũ không phải nhóm máu AB. Anh cũng thắc mắc vì sao là mẹ con nhưng lại không chung một nhóm máu. Chẳng kịp suy nghĩ thì đến Nguyệt Lan có kết quả. Nhóm máu của cô là AB, trùng khớp nhóm máu của bà An. Nguyệt Lan nhanh chóng đi theo bác sĩ để lấy máu. Sau khi lấy máu xong quay về, thì thấy Hân Hân đang ở bên cạnh An Vũ. Sợ khi tỉnh lại bà An lại hiểu lầm, nên Nguyệt Lan nhanh chóng rời đi. Hân Hân thấy vậy cười thầm trong bụng, nhưng không quên tỏ vẻ trước mặt An Vũ hỏi thăm anh. Sau khi được truyền máu thì cuộc phẫu thuật đã xong, bác sĩ Tô lại bước ra thêm lần nữa. Chúc mừng người nhà, cuộc phẫu thuật thành công, nhưng chỉ kéo dài thời gian cho bệnh nhân. Muốn bệnh nhân trở về bình thường, e là phải có tim phù hợp để ghép. Thấy vậy An Vũ cũng nhẹ lòng hơn đôi chút. Anh bỏ ra ngoài đi tìm chút gì cho bà An ăn tẩm bổ. Vừa đi anh vừa suy nghĩ về chuyện không cùng nhóm máu với bà. Đi một hồi anh lại va trúng một người đàn ông. Nhìn mặt người đàn ông ấy khá quen thuộc. An Vũ tìm được đồ ăn định đi trở lại bệnh viện thì nhớ ra Nguyệt Lan. Cô đã rời đi từ lúc nào mà anh chẳng hay biết. Do quá hoảng loạn nên anh chẳng để ý đến xung quanh. Khi về phòng, An Vũ lấy điện thoại để gọi cho Nguyệt Lan, nhưng lại bị Hân Hân nghe thấy. Hân Hân cố tình làm đổ nước lên điện thoại An Vũ, để anh không gọi tiếp cho Nguyệt Lan, để dồn sự chú ý vào mình. Em xin lỗi, em không cố ý. Này, cô có biết điện thoại tôi nhiều thứ quan trọng lắm không hả? Vừa nói, An Vũ vừa cầm điện thoại lên lau. Hân Hân thấy vậy bên ngoài tỏ vẻ đáng thương, nhưng sâu bên trong cô đang cười thầm. Em xin lỗi, anh đưa điện thoại em đi, em sẽ sửa cho anh. Hân Hân cầm lấy điện thoại cũng nhân cơ hội nắm tay anh. Tôi không cần. An Vũ giật lấy điện thoại từ tay cô tức giận bỏ ra ngoài. Thư ký Lâm đang đứng ngoài cửa giật mình vì tiếng mở cửa thô bạo. Khi nào cô ta đi thì anh gọi tôi vào. Vâng. An Vũ bỏ đi ra khỏi bệnh viện. Anh lang thang tìm chỗ sửa điện thoại. Sau một hồi tìm kiếm thì cũng tìm được một tiệm sửa cũng khá gần bệnh viện. Khi bước vào, một hình bóng quen thuộc hiện vào mắt anh. Đó chính là người đàn ông lúc nãy va phải anh khi đi đường. An Vũ vừa bước vào thì người đàn ông đấy đã bước đi vào nhà. Anh lên tiếng gọi thì cũng có người bước ra, đó chính là An Đình. Anh muốn sửa gì? An Vũ đứng đơ một lúc vì người này cũng có nét gần như tương tự anh. An Đình thấy vậy tỏ vẻ khó chịu. Hai chân mày anh nhíu lại. Này, anh muốn sửa gì? An Vũ giật mình trước câu hỏi của An Đình, anh liền đáp. À, tôi sửa điện thoại bị vào nước. An Đình nhíu mày khó chịu giật lấy điện thoại của An Vũ. Anh bấm bấm một hồi thì quăng tọt vào lu gạo. Này này, sao anh quăng điện thoại tôi thế? Nói nhiều. An Đình để một lúc thì cầm điện thoại An Vũ lên đưa lại cho anh. Này, xong rồi. An Vũ ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O hỏi lại An Đình. Sao nhanh vậy, tôi có thấy anh sửa gì đâu. Định lừa tôi à? Có hư đâu mà sửa. An Đình ngoảnh mặt bỏ đi để lại sự ngơ ngác của An Vũ. An Vũ lần đầu tiên bị bơ, anh đơ cứng người. Khi hoàn hồn lại anh khó chịu nghiến chặt răng, tức giận bỏ đi. An Vũ vừa bước ra khỏi tiệm sửa điện thoại thì nhận được cuộc gọi từ thư ký Lâm. An Tổng, Hân Hân đã rời đi rồi ạ. Ừ, tôi biết rồi. An Vũ khẽ quay lưng nhìn lại tiệm điện thoại rồi rời đi. Anh bước đi đến bệnh viện. Vừa đến cửa anh do dự một lúc. Trong đầu anh hiện lên nhiều suy nghĩ khác nhau. Sau một hồi lâu thì anh cũng bước vào. Bà An hớn hở đang đợi anh. An Vũ bước đến ngồi bên cạnh bà An, nhẹ nhàng gọt táo cho bà An, ân cần chăm sóc. Vì quá mệt mỏi anh thiếp đi trên giường lúc nào không hay. Đến tận sáng hôm sau anh tỉnh, anh vội vàng gọi cho thư ký Lâm trở đến công ty. Hôm nay anh đến công ty thì không thấy Nguyệt Lan đâu, liền đi hỏi mọi người. Từ chiều hôm qua đã không còn ai nhìn thấy Nguyệt Lan nữa. An Vũ chạy đến nhà Nguyệt Lan để tìm cô, thì gặp lại An Đình và Nguyệt Ánh. Cậu tìm ai? An Vũ nhìn thấy An Đình, anh cứng đơ người một lúc. Tôi tìm Nguyệt Lan.
An Định lúc nào cũng cau mày tỏ vẻ khó chịu khi An Vũ đến làm phiền gia đình mình lúc sáng sớm. Nguyệt Lan không có ở đây, cậu đi đi. An Định trả lời cho qua chuyện, rồi đóng sầm cửa đi vào. Nhưng thật sự thì Nguyệt Lan đang nằm ngủ ở nhà. Nguyệt Lan tưởng rằng hôm nay An Vũ vẫn đi chăm sóc mẹ nên cô nghỉ làm. An Vũ vừa nghe câu trả lời của An Đình gần như tuyệt vọng, cảm giác như Nguyệt Lan lại rời xa anh một lần nữa vậy. Anh bất lực ngồi trong xe thở dài, nước mắt chảy dài trên má. Nguyệt Lan trong nhà nghe tiếng ồn ào liền bật đầu dậy, vừa lúc An Đình đang đóng sầm cửa. Cô chăm chú nhìn nhưng không biết chuyện gì liền đi ngủ tiếp. Đến chiều khi cô tỉnh dậy, gần 100 cuộc gọi nhỡ đến từ An Vũ. Nguyệt Lan lo lắng anh có chuyện liền thay đồ chạy ra ngoài, bắt taxi đến công ty. Vừa đi cô vừa gọi cho An Vũ, nhưng chỉ nghe tiếng đổ chuông chứ không nghe hồi âm từ phía bên đầu dây bên kia. Nguyệt Lan lo sợ hốt hoảng, trên đường đi do mưa lớn nên xảy ra tình trạng kẹt xe và gây ra tai nạn đường dài nguy hiểm. Ngồi trong xe mà Nguyệt Lan nóng hết cả ruột. Cô trông mong nhanh mau đến xem tình hình của An Vũ như thế nào. Nguyệt Lan lo lắng anh sẽ gặp chuyện. Bên phía An Vũ, anh đang ở trong công ty nhâm nhi ly rượu, ánh mắt hướng về phía bầu trời. Trời mưa như chút nước, những áng mây đen mờ mịt đang ùn ùn kéo đến. Radio kế bên phát lên tiếng động. Tình trạng mưa lớn kéo dài hàng giờ đồng hồ đã khiến nhiều vụ tai nạn xảy ra. Các vị vui lòng không ra ngoài khi không cần thiết. An Vũ đang ngắm nhìn thì Hân Hân từ đâu xuất hiện bước vào. Hân Hân khoác ngoài là một chiếc áo khoác màu trắng tinh không vết bụi bẩn. Vừa đến cô liền đi đến lấy một chiếc ly rồi đi đến chỗ An Vũ đang ngồi. Anh có chuyện gì buồn à? Sao lại ngồi một mình thế? Em có thể uống cùng anh một chút không? An Vũ cong mày liếc nhìn cô. Chuyện của tôi liên quan gì đến cô? Hần Hần nghe thấy lời phũ phàng từ An Vũ, cô lại bắt đầu diễn kịch. Anh đừng như thế nữa mà, cho em uống cùng anh chút thôi, em muốn tâm sự với anh. An Vũ thấy thế bất lực đồng ý, anh không muốn bầu không khí yên ắng của mình bị phá hoại. Ừ, cuối cùng anh cũng đồng ý rồi sao? Hần Hần thấy thế vội cười đắc ý. Trong đầu cô đã nghĩ ra âm mưu để chuốc thuốc An Vũ, rồi sẽ bắt anh chịu trách nhiệm. Chuyện phải nói về một ngày trước khi bà An lên cơn đau tim. Hân Hân hôm ấy vừa từ bệnh viện bước ra, trên tay cô chính là kết quả tờ giấy siêu âm. Con của Hân Hân đã được 8 tuần, nhưng cô lại không biết cha của đứa bé là ai. Cô cầm tờ kết quả trên tay, chạy ra bắt taxi đến tìm bà An. Vừa lên xe, cô gấp gọn tấm giấy siêu âm bỏ vào túi, vì cô sợ sẽ bị ai đó phát hiện rồi tung lên mạng. Đến nơi, cô vội bước nhanh đến tìm bà An. Khi đấy, bà An đang tập thể dục ở trong phòng khách. Thấy Hân Hân đến chơi, liền tắt bài thể dục đang được chiếu trên TV. Con gái, con ngồi đi. Bà An vừa nói, vừa lấy khăn lau mồ hôi trên mặt. Bà đi vào phòng bếp lấy một chai nước ra rót cho Hân uống. Bà ngồi xuống hỏi Hân Hân có chuyện gì. Con có chuyện gì à? Sao lại đột ngột đến đây? Hân Hân rút trong túi ra một tờ giấy đưa cho bà An. Cầm trên tay, bà An run không tin đây là sự thật, không thể chấp nhận nổi được. Tưởng rằng Hân Hân đã có thai với An Vũ. Con có thai với An Vũ à? Hân Hân khẽ lắc đầu. Không, bây giờ con đang không biết cha đứa bé là ai. Bà An cau mày, vẻ mặt khó chịu hiện rõ. Sao con lại để như vậy? Lỡ chuyện này mà lộ ra thì mẹ con mình trắng tay rồi. Hân Hân cũng chẳng biết làm gì, lắc đầu nói. Chắc con sẽ phá nó. Đừng, mẹ có cách rồi. Hân Hân khó hiểu nhìn bà An. Con lựa cơ hội chuốc thuốc An Vũ để bắt nó đổ vỏ đi. Hân Hân nghe thấy kế hoạch hoàn mỹ của chính mẹ ruột của mình đặt ra để hại con trai không cùng huyết thống mà bà giả vờ nuôi từ lúc mới lọt lòng đến bây giờ. Năm xưa vì áp lực quá lớn từ mẹ chồng mà bà An lại mang thai một đứa con gái, nên đã nhẫn tâm tráo đổi con mình với phu nhân nhà họ Mã. Vì bà An chơi cùng bà Mã, nên biết rõ rằng bên đấy không biết rõ con của mình là con trai, nên đã nhân cơ hội gài người trong bệnh viện kiểm tra nhờ người tráo đổi.
Tuy rằng đã tráo đổi con nhưng bà vẫn luôn cố gắng để con gái của mình được ở gần, nên đã cố tình hẹn ước với nhà họ Mã rằng khi hai đứa lớn sẽ kết hôn với nhau. Bên nhà họ Mã cũng đồng ý với hẹn ước này, vì nghĩ hai đứa rất có duyên khi sinh cùng ngày, cùng tháng năm. Và hai bà mẹ cũng quen biết nhau, nhưng lại không biết rằng tất cả chỉ là kế hoạch do bà An đặt ra. Cứ thế mà bà An nuôi An Vũ lớn lên. Khi có người ngoài thì bà tỏ vẻ thương yêu, nhưng sâu trong thâm tâm bà thì bà căm ghét An Vũ hơn tất cả thứ gì. Bà luôn đánh đập hành hạ An Vũ. Đó cũng chính là lý do mà An Vũ khi lớn lên chán ghét, chẳng muốn nói chuyện với bà. Khi An Vũ lớn lên, do tiếp quản và gen di truyền từ nhà họ Mã nên đã xây dựng nên cơ ngơi. Bà An được sống trong sung sướng nên đã luôn đối tốt với An Vũ. Nhưng bà vẫn muốn Hân Hân con gái bà cũng vậy, nên luôn muốn ép buộc An Vũ cưới Hân Hân. Bên phía An Vũ, do mải mê say ngắm nhìn trời đất mà Hân Hân đã lén bỏ thuốc vào chai nước lúc nào chẳng biết. An Vũ cứ thế uống hết ly rượu. Hân Hân nhìn thấy tỏ vẻ hài lòng, ngồi nhâm nhi ly rượu đợi thuốc có hiệu quả. Khoảng 5 phút sau, người An Vũ bắt đầu thấy nóng gian. An Vũ cởi áo khoác của bộ vest bên ngoài ra, nhưng cơ thể anh vẫn nóng hừng hực, cảm giác thật khó tả. An Vũ từ từ kéo nhẹ chiếc cà vạt xuống, anh cầm lấy chai rượu uống một hơi. An Vũ càng uống, cảm giác nóng lại tăng lên thêm. Anh không thể chịu nổi nữa, lập tức chạy vào nhà vệ sinh. Nhìn qua gương mặt anh đỏ lên trông thấy, An Vũ liên tục lấy nước để tạt vào mặt mình, nhưng không thể dịu bớt đi cơn nóng trong người anh. Cơ thể như đang muốn một thứ gì đó. Hân Hân ở bên ngoài không hấp tấp mà chỉ ngồi nhâm nhi ly rượu. Thấy An Vũ bước ra liền chạy đến quan tâm An Vũ, cố tình làm lộ vùng ngực to tròn trắng trào. An Vũ cố đảo mắt không nhìn. Hân Hân thấy vậy giả vờ kéo áo khoác lại, nhanh miệng nói xin lỗi. Em xin lỗi, em không cố ý. An Vũ bỏ đi lại chỗ ngồi ban đầu. Anh lại cầm lấy chai rượu, một hơi uống hết cả chai. An Vũ cảm giác mơ hồ, từ từ cởi hết cả vạt và nút áo ra. Nhìn xuống quần, thứ gì đó đang nhấp nhô lên. Hân Hân nhìn thấy, cô đã biết đến lúc cần phải hành động. Hân Hân từ từ cởi áo khoác. Hôm nay cô chọn một chiếc váy hai dây ngắn sexy màu trắng khá mỏng. Sau chiếc áo khoác là bờ vai nhỏ nhắn trắng nõn nà. Cô giả vờ đứng dậy, cúi xuống lấy áo khoác và cà vạt của An Vũ đi cất. Vì là áo hai dây nên khi cô vừa cúi xuống, một bên dây chiếc áo đã bị tụt. Do có phần mỏng manh nên chiếc váy tụt xuống đã để lộ nửa bầu ngực của cô. An Vũ thấy vậy không kìm được mà nhìn đi chỗ khác, cất giọng kêu cô đi lấy cho anh thêm một chai rượu. Hân Hân mang đến cho anh loại rượu mạnh nhất. Trước khi đi, cô đã bỏ thời gian để tìm hiểu về các loại rượu. An Vũ cầm lấy uống một hơi hết nửa chai. Đầu óc anh bắt đầu quay cuồng. Anh không còn phân biệt được đây là đâu. Do rượu kích thích nên cơ thể anh càng thêm hừng hực. Anh kéo áo ra khỏi quần, từ từ cởi những chiếc nút quần ra. An Vũ kéo tia quần, thứ trong quần càng nhô thêm cao. Anh ngồi dậy để kéo quần xuống một chút, còn bên trong là chiếc quần lót. Hân Hân thấy vậy đắc ý cười, tiến lại gần anh, sờ từ trên ngực anh gần đến phần dưới thì bị An Vũ nắm tay lại. An Vũ đặt tay Hân Hân lên mặt mình. Nguyệt Lan, Nguyệt Lan, anh yêu em đừng bỏ anh đi nữa mà. Hân Hân thừa cơ hội càng làm tới, vừa định thò tay kéo chiếc quần lót của anh xuống thì từ đâu tiếng bước chân dồn dập làm Hân Hân phản ứng không kịp. Nguyệt Lan bước vào với bộ dạng ướt sũng do bị kẹt xe quá lâu. Cô lo lắng An Vũ xảy ra chuyện không hay nên đã đội mưa để đi đến đây. Hai người làm gì vậy? An Vũ nghe thấy giọng của Nguyệt Lan thì như được tỉnh dậy, thấy Nguyệt đứng ngoài cửa với thân hình ướt sũng. Anh vừa định quan tâm cô thì hai hàng lệ của Nguyệt Lan đã tuôn trào. An Vũ không hiểu vì sao vội nhìn xuống thấy Hân Hân đang ở dưới thân mình, liền vung chân đạp cô ta ra. Này, cô làm gì tôi vậy hả? Giọng An Vũ nghiêm trọng nói.
An Vũ nhìn lại bản thân bây giờ, liền vội kéo quần lên chạy theo Nguyệt Lan. Cô khóc như bầu trời đang trút nước. An Vũ chạy theo từ phía sau ôm Nguyệt Lan, nhưng cô lại vùng vẫy thoát ra. Nguyệt Lan không còn muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa, vì sự thật đã hiện rõ trước mắt cô. An Vũ bất lực rơi nước mắt, anh ngã quỵ xuống sàn, cúi đầu xuống đất, cảm giác không thể tả. Anh cũng chẳng biết bản thân vừa rồi đang bị gì. Anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho thư ký Lâm. Cậu cho người điều tra, dẹp hết tất cả những người liên quan đến Hân Hân cho tôi. Tôi phải giết cô ta. An Vũ lúc này hận không thể bóp chết Hân Hân ngay lập tức. Anh quay về phòng thì thấy Hân Hân đang ngồi cười khẩy. An Vũ tiến tới nắm lấy tóc Hân Hân quật mạnh xuống đất. Hân Hân vừa phút trước đang cười, phút sau lại rưng rưng nước mắt vì cú quật của An Vũ quá đau. Tuy nước mắt rưng rưng nhưng Hân Hân vẫn mạnh miệng. Kịch hay rồi. An Vũ vừa nắm tóc vừa dùng lực tát thật mạnh vào mặt cô. Mẹ kiếp, là ai? Là ai kêu cô làm như vậy? Hân Hân cười nhẹ, ngẩng mặt lên hét lớn. Là mẹ yêu quý của anh đó. À không phải. Phải là người mẹ không ruột thịt chứ. An Vũ khó hiểu cau mày, dùng tay bóp miệng Hân Hân. Cô nói gì hả? Ai là mẹ không ruột thịt gì? Anh đi mà hỏi mẹ anh đấy. An Vũ lập tức cho gọi thư ký Lâm đến. Trên tay thư ký Lâm là một xấp tài liệu. Tờ giấy trên cùng là tấm giấy xét nghiệm giữa anh và bà An. An Vũ giật lấy tấm giấy xét nghiệm. Tay An Vũ run run không tin vào sự thật. Nước mắt anh rưng rưng như sắp khóc. Sự kìm nén bấy lâu đến hôm nay gần như bộc phát. Anh lớn tiếng hét mọi người ra ngoài. Thư ký Lâm nhanh chóng ra ngoài nhưng không quên bắt Hân Hân lại. Thư ký Lâm cho người nhốt Hân Hân ở nhà hoang và canh giữ. Còn về phía bà An, bà đang ở nhà và xem tivi thì bị người tràn vào bắt ngay tại chỗ và đưa về đồn vì tội đánh cháu con và cố ý gây thương tích cho người khác. Bà An khi bị bắt liên tục kêu la xin lấy lại điện thoại để gọi cho Hân Hân. Bà gọi cho Hân Hân nhưng cô đang bị bắt không nghe máy. Bà biết An Vũ đã biết hết tất cả mọi chuyện nhưng vẫn muốn gọi cho An Vũ để cầu xin anh nể tình mà cho bà ra ngoài. An Vũ đang tắm ở trong nhà tắm do lúc nãy bị bỏ thuốc còn chút nóng trong người. Đang tắm thì ngay bên ngoài có tiếng chuông điện thoại. Anh nghĩ rằng là Nguyệt Lan gọi nên choàng nhanh chiếc khăn qua phần dưới rồi bước ra khỏi nhà tắm. Vừa bắt máy một giọng nói quen thuộc nhưng lại chán ghét vô cùng. An Vũ, mẹ xin con cứu mẹ đi. An Vũ vừa nghe xong liền cúp máy. Anh đi thẳng vào nhà tắm xả nước thật mạnh để không nghe thấy tiếng bên ngoài. Khi tắm xong anh bước ra thì thấy ai đó đang ngồi trên ghế. Anh tưởng là Hân Hân, quay lại vì không biết thư ký Lâm đã nhốt Hân Hân lại. An Vũ liền vội nắm cổ tay cô. Á, đau. An Vũ bất ngờ với gương mặt quay lại chính là Nguyệt Lan. Cô với vẻ mặt đáng thương đang nhìn anh bằng ánh mắt tội nghiệp. Tôi xin lỗi, tôi biết hết rồi. Anh đừng làm vậy với tôi mà. An Vũ bối rối bỏ tay cô ra, vừa nói xin lỗi vừa xoa xoa tay Nguyệt Lan. Tôi xin lỗi, tôi tưởng cô là con đàn bà đấy. Nguyệt Lan với vẻ ngượng ngùng nhìn An Vũ, thư ký Lâm đã gọi cho cô biết chuyện. Thư ký Lâm gọi cho cô rất nhiều lần, nhưng Nguyệt Lan vẫn không nghe máy. Đến khi cô bắt máy, thì thư ký Lâm đã kể hết tất cả mọi chuyện cho Nguyệt Lan nghe. Nguyệt Lan thấy thương cho An Vũ, vì bây giờ anh ấy không biết ba và mẹ mình là ai. Chồng của bà An là ba nuôi của anh, đã mất từ rất sớm để lại cho anh một tập đoàn nhỏ. Do lúc đấy anh mải mê theo đuổi Nguyệt Lan, mà quên mất đến gia đình của mình, nên đã làm cho ba anh rất tức giận, đau tim mà chết. Bà An năm đó cũng bỏ đi theo người khác, nhưng vì không muốn mang tiếng là không quan tâm đến gia đình, nên đã bỏ một số tiền ra để cho Nguyệt Lan đi nước ngoài. Làm như vậy để An Vũ tiếp quản tập đoàn, rồi bà đi theo người đàn ông khác để ăn chơi xa đọa. Suốt bấy nhiêu năm, An Vũ vẫn nghĩ cái chết của ba là do mình. Anh luôn vùi đầu vào đống sách vở, mẹ thì đã bảo anh đi theo người khác, ba thì mất đi. Anh suốt ngày chỉ biết học và học.
từ tập đoàn sẵn có của ba, An Vũ đã tạo dựng lên một tập đoàn lớn mạnh, có chỗ đứng trong thành phố. Sau này khi thấy An Vũ tạo dựng nên sự nghiệp, thì bà An đã quay về ở cạnh và ép anh cưới Hân Hân, nhằm mục đích lấy hết tất cả từ anh. An Vũ dù mẹ mình làm như vậy, ngoài mặt anh chán ghét bà, nhưng sâu thâm tâm lại rất thương bà. Dù rất ghét Hân Hân, nhưng anh vẫn xem cô như người em gái của mình. Để đến ngày hôm nay, hai con người ấy đã làm vậy với anh. Anh cũng chẳng muốn nói đến nữa. An Vũ từ trước đến bây giờ luôn một mình như vậy. Anh đã chịu quá nhiều đau đớn. An Vũ đã từng khóc rất nhiều. Anh luôn đợi chờ một ngày Nguyệt Lan đến bên mình. Nhưng ngày hôm nay anh đã có được rồi. Nguyệt Lan đang ở trước mặt anh. An Vũ quỳ xuống đất kéo tay Nguyệt Lan vào để ôm cô. Ôm một cái thật chặt. Một cái ôm mà bao lâu nay anh luôn chờ đợi. An Vũ ôm Nguyệt Lan thật lâu, ôm không rời. Nguyệt Lan khó chịu trong người đẩy An Vũ ra. Nhìn thấy An Vũ đang khóc, Nguyệt Lan quan tâm hỏi anh bị làm sao. Làm sao đấy, đừng buồn như thế chứ. An Vũ im lặng không trả lời, anh lại tiếp tục ôm Nguyệt Lan. Sau khi ôm một lúc lâu, Nguyệt Lan thấy một giọng thều thào cất lên. Nguyệt Lan, anh yêu em. Nguyệt Lan không nghe rõ, vì giọng anh vừa khóc vừa nói, lại còn nói rất nhỏ. Anh nói gì đấy? Nguyệt Lan, anh yêu em nhiều lắm, em đừng rời đi nữa được không? An Vũ ngước mặt lên, nước mắt anh đã lăn dài trên má, đôi mắt đỏ hoe như đã khóc từ rất lâu rồi vậy. Nhìn anh bây giờ thật đáng thương. Nguyệt Lan thấy bộ dạng đó, lòng có chút rung động. Trước giờ cô chưa từng hết yêu anh, chỉ vì hoàn cảnh ép buộc cô phải như vậy. Được rồi, tôi sẽ không đi đâu nữa hết. Tôi ở đây với anh. Nghe thấy những lời này từ Nguyệt Lan, An Vũ đã cảm thấy yên tâm rồi. Anh cười nhẹ một cái rồi lại tiếp tục ôm chầm lấy cô đến khi anh ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì thấy đã tối, Nguyệt Lan còn đang ngồi trên ghế. Vì anh ngủ trên đùi cô nên cô không thể đi đâu được. Nguyệt Lan cũng đã mệt và ngủ trên ghế. An Vũ nhẹ nhàng ngồi dậy, đi tìm chăn đắp cho Nguyệt Lan. An Vũ nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài đi tìm đồ ăn để mua cho Nguyệt Lan. Đang đi trên đường thì nhớ ra có một lần anh đi mua đồ ăn cho bà An thì đụng trúng một người có gương mặt giống anh và người ở tiệm điện thoại cũng rất giống anh. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu An Vũ. Có lẽ đó chính là ba ruột của anh. Nhưng anh thắc mắc tại sao gia đình của anh lại trở thành như thế này. Còn Hân Hân tại sao lại không ở đấy? Anh cảm thấy nghi ngờ liền gọi thư ký Lâm đi điều tra. Thư ký Lâm, tôi muốn nhờ anh điều tra giúp tôi một chuyện. An Tổng, lại có chuyện gì hả? Cậu giúp tôi điều tra chủ tiệm điện thoại Mã Lâm. Vâng, thưa An Tổng. An Vũ sau khi gọi cho thư ký Lâm liền đi đến tiệm mua hai bịch phở để đem về cho Nguyệt Lan và anh cùng ăn. Đến công ty thì thấy Nguyệt Lan đã tỉnh dậy. Nguyệt Lan đang ngồi suy nghĩ thì An Vũ bước vào, trên tay cầm hai bịch phở giơ lên. Này, nhìn gì đó, tôi mua phở em này. Nguyệt Lan hớn hở lại cầm lấy bịch phở trên tay An Vũ, miệng liên tục nói cảm ơn. Món cô thích nhất là phở và thịt nướng. Nguyệt Lan biết rằng An Vũ vẫn còn nhớ rất rõ sở thích của cô, nên Nguyệt Lan rất vui mừng. Thấy Nguyệt Lan ăn xong, An Vũ liền ngỏ ý muốn chở cô về nhà. Nguyệt Lan không suy nghĩ, lập tức đồng ý. An Vũ xuống lầu thì thấy thư ký Lâm đang hấp tấp đi đến. Thư ký Lâm chạy nhanh đến mức va phải anh đang đi xuống. Cậu làm gì như ma đuổi thế, đụng chúng tôi rồi này. An Tổng, người ở tiệm điện thoại đó chính là ba ruột của anh. Còn người con trai của ba anh đang ở nhà Nguyệt Lan. Vừa lúc Nguyệt Lan đến, nghe được. Cô bất ngờ không nói nên lời, liền đốc thúc An Vũ chạy xe đến nhà mình để tìm anh rể của Nguyệt Lan. An Vũ chạy xe mà lòng thấp thỏm lo âu. Anh không thể tin được rằng người hôm trước mình vừa cãi nhau chính là anh em ruột của mình. Đến nhà, Nguyệt Lan bấm chuông cả buổi nhưng không ai mở cửa. Có lẽ chị hai và anh rể của cô đã đi ra khỏi nhà. Nguyệt Lan và An Vũ ngồi trước thềm nhà để đợi cả hai quay về. Bầu trời hôm nay nhiều sao đẹp đến lạ lùng. Nguyệt Lan cứ mải mê ngắm sao. Bỗng An Vũ cất giọng nói. Những ngôi sao luôn luôn tỏa sáng nhỉ.
Vừa nói An Vũ vừa quay sang nhìn Nguyệt Lan. Nguyệt Lan đang ngắm sao cũng trả lời lại An Vũ. Đúng vậy, những ngôi sao luôn tỏa sáng theo cách riêng của nó. Chúng cứ sáng mãi như vậy, con người cũng giống như những vì sao luôn tỏa sáng theo cách của riêng mình. Khung cảnh thật lãng mạn, An Vũ đột nhiên muốn hôn Nguyệt Lan một cái. Đôi môi đỏ mọng của Nguyệt Lan nhìn thật quyến rũ. An Vũ từ từ tiến đến gần Nguyệt Lan. Thấy An Vũ càng ngày càng tiến gần, trái tim cô đập như sắp rớt ra ngoài. Khoảnh khắc môi sắp chạm vào nhau thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiếng bước chân càng lúc càng nhanh hơn, khiến Nguyệt Lan sợ hãi co rút lại trong lòng An Vũ. Bỗng nhiên một người từ ngoài nhà bước vào, lớn tiếng nói: "Này, hai đứa đang làm gì vậy?" Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nguyệt Lan từ từ hé đầu ra thì thấy đó là An Đình. Trái tim cô vừa rồi như treo lơ lửng trên không trung. Nguyệt Lan nhận ra mình đang ở trong lòng An Vũ, liền đẩy anh ra và đứng dậy. An Vũ cũng đứng dậy theo Nguyệt Lan. Nguyệt Lan kéo An Vũ né sang một bên để An Đình mở cửa. An Đình mở cửa ra, anh cẩn thận bật đèn lên mời An Vũ ngồi trên sofa. Nguyệt Ánh đi theo sau được An Đình kêu vào bếp pha nước để mời An Vũ. An Đình ngồi ở phía đối diện An Vũ và Nguyệt Lan, cất giọng hỏi: "Hôm nay em dắt bạn trai về, sao không báo trước để anh chị chuẩn bị?" Nguyệt Lan cô tay lên tỏ ý không phải. "Không phải đâu, hôm nay em dắt anh ấy đến đây tại..." Nói đến đây, Nguyệt Lan lập tức chần chừ quay sang nhìn thái độ của An Vũ. Thấy anh đang lo sợ điều gì đó, liền không nói nữa. Vẻ mặt An Vũ bối rối. Thấy vậy An Đình cũng khó chịu, muốn biết Nguyệt Lan đang định nói chuyện gì. "Tại cái gì? Em dắt về đây không phải là bạn trai chứ là gì mà tại tại?" An Vũ thấy thế, lấy hết sự can đảm hỏi An Đình: "Anh, khi trước anh có người em trai nào thất lạc không?" An Đình khó chịu cau mày nhìn An Vũ: "Không, tôi chỉ có em gái thôi mà nó mất rồi." An Đình lấm lét và tức giận, có vẻ muốn che giấu một sự thật nào đó. An Vũ thấy biểu hiện khác lạ của An Đình nên đành không nói nữa mà ra về, khiến Nguyệt Lan và An Đình đơ tại chỗ. Nguyệt Lan nghĩ rằng anh rể mình nói như vậy chắc là không phải nên An Vũ thất vọng mới bỏ đi. An Vũ tức giận lái xe đến công ty để tìm đống tài liệu thư ký Lâm bỏ lại. Đến sảnh công ty thì thấy đống tài liệu vương vãi ra đất. Trên đấy có một tấm ảnh là Hân Hân lúc nhỏ đang chụp cùng anh trai và ba mẹ. An Vũ cầm lên ngắm nhìn một lúc thì phát hiện ra đây là bà của An Đình. An Vũ tức tốc chạy lại nhà Nguyệt Lan để gọi cô ra nói chuyện. Bên này Nguyệt Lan đã nói hết tất cả sự thật cho An Đình, nhưng anh vẫn một mực không tin. Khi nhỏ An Đình luôn thắc mắc tại sao em gái của mình lại chẳng giống ai trong gia đình một chút nào cả. An Đình cũng nghi hoặc nhưng rồi cũng dẹp tan suy nghĩ ấy sang một bên. Năm xưa khi gia đình phá sản lâm vào cảnh nợ nần, Hân Hân quyết tâm bỏ nhà ra đi, đi theo người nhận nuôi Hân Hân. Mẹ của anh vì quá đau buồn đổ bệnh mà mất. An Đình như tuyệt vọng, sau này khi anh nhắc về em gái anh cũng nói là đã mất. Ba anh cũng không muốn nhìn mặt Hân Hân, ông cũng xem như con gái mình đã chết từ lâu rồi. Đến hôm nay An Đình khi biết như vậy cũng nửa tin nửa ngờ. Nguyệt Lan đang trò chuyện cùng An Đình thì bị cuộc gọi của An Vũ làm gián đoạn. Cô bước ra ngoài cửa thấy An Vũ đang cầm trên tay xấp tài liệu và tấm ảnh. An Vũ đưa tấm ảnh cho Nguyệt Lan xem. Nguyệt Lan không thể tin được em gái của An Đình là Hân Hân. Vậy thì sự thật đã rất sáng tỏ. An Vũ đưa thêm cho cô một xấp tài liệu chứng minh mà thư ký Lâm tìm được khi điều tra. Nguyệt Lan sốc càng thêm sốc, cô không thể tin được nữa. Lập tức đem vào cho An Đình xem. An Đình cũng ra bên ngoài xem chuyện gì đang xảy ra thì thấy trên tay Nguyệt Lan là tấm hình gia đình. An Đình giật lấy nhanh chóng xé đó trước sự ngỡ ngàng của Nguyệt Lan. Cô còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì An Đình lớn tiếng quát Nguyệt Lan: "Từ nay về sau anh cấm em không được qua lại với loại người như này." An Đình quay sang An Vũ nói tiếp: "Cậu đừng mang những thứ này cho em tôi xem nữa. Tôi chỉ có một đứa em gái và nó mất rồi. Không có vụ đánh cháo gì hết. Từ nay về sau đừng bén mảng lại nhà này nữa." Nghe thấy vậy An Vũ cũng chẳng biết nói gì hơn. Bỏ đi mất. Trên đường về anh suy nghĩ rất nhiều.
An Vũ bây giờ có thể tự lập, nhưng anh cũng rất muốn cảm giác yêu thương từ gia đình và gần cả Nguyệt Lan nữa. Anh chẳng biết nên làm gì để họ tin rằng anh chính là em trai và con của họ nữa. Bên phía Nguyệt Lan, khi An Vũ bỏ đi, cô định nắm tay An Vũ lại, nhưng đã quá trễ rồi, anh đã bỏ đi trước sự chứng kiến của cô và An Đình. Nguyệt Lan giật anh rể của mình, một mạch bỏ đi về phòng. Đi ngang bàn, cô tiện tay ném thẳng xấp tài liệu lên bàn rồi bỏ đi. An Đình thấy Nguyệt Lan bỏ đi, tuyệt vọng ngồi trước cửa. Nguyệt Ánh lại an ủi An Đình. Cô giơ tay ôm anh vào lòng, cô hiểu rõ tâm trạng của anh bây giờ. Nguyệt Ánh có nói thêm cũng chẳng được gì. Nguyệt Lan lên phòng nhanh chóng gọi cho An Vũ hỏi thăm anh xem có ổn hay không. An Vũ đang chạy xe thì nghe thấy điện thoại reo lên. Anh mở máy ra thì thấy là Nguyệt Lan gọi cho anh. An Vũ bắt máy, giọng Nguyệt Lan trong điện thoại vang lên. Giọng cô trong trẻo êm ái khiến anh cũng dễ chịu hơn một chút. An Vũ cất tiếng hỏi Nguyệt Lan có chuyện gì. Em gọi cho tôi có chuyện gì à? Nguyệt Lan nhẹ nhàng đáp. Tôi gọi để hỏi thăm anh xem có ổn hay không. Tôi lo lắng cho anh nhiều lắm. An Vũ bên đầu dây bên này nghe thấy Nguyệt Lan quan tâm đến mình liền cười. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy giọng nhẹ nhàng và lo lắng cho anh của Nguyệt Lan. Tôi ổn mà, không sao đâu. Thấy em quan tâm tôi như thế tôi vui rồi. Vậy tôi yên tâm rồi, anh cố lên, tôi sẽ nghĩ cách giúp anh. Anh dạy tôi xưa giờ là vậy, anh ấy luôn cứng đầu như thế. Cứ từ từ sau dần anh ấy cũng sẽ chấp nhận thôi. Không sao đâu, tôi hiểu mà, cảm ơn em. Tôi sẽ cố gắng nghĩ cách cho anh. Tạm thời bây giờ tôi chưa nghĩ ra được cách gì hết. Không. Đang nói chuyện thì An Vũ đột nhiên ngắt máy. Trước khi máy bị ngắt, Nguyệt Lan nghe rất rõ có tiếng va chạm rất lớn. Nguyệt Lan lo lắng An Vũ có chuyện, nhanh chóng chạy đi xem An Vũ thế nào. Nguyệt Lan mở điện thoại lên thì thấy định vị của An Vũ đang ở đường số 8. Nguyệt Lan hớt hải chạy đi, vừa chạy xuống lầu thì bị An Đình bắt lại. Nguyệt Lan giãy giụa la hét nhưng cũng không thể thoát được. Vì quá lo lắng cho An Vũ nên cô đã hét lớn vào mặt An Đình. Thả ra, An Vũ đang gặp tai nạn đó, tôi đi tìm anh ấy, thả tôi ra. Nghe thấy An Vũ bị tai nạn, An Đình lập tức buông lỏng tay ra. Nhân cơ hội đó, Nguyệt Lan lập tức chạy đi. Cô chạy đến đường số 8 để tìm An Vũ nhưng tìm mãi chẳng thấy. Mãi một lúc sau cô phát hiện một chiếc ô tô tông vào một giải phân cách. Nguyệt Lan thử nhấc máy lên gọi điện cho An Vũ thì thấy điện thoại vỡ tan nát trong xe vang lên. Mặt cô đỏ hoe rưng rưng. An Đình chạy theo sau Nguyệt Lan vì cũng lo lắng cho An Vũ. Nguyệt Lan lau vội nước mắt đi tìm vòng vòng nhưng chẳng thấy ai, chỉ có xe và chiếc điện thoại. Nguyệt Lan cố gắng tra ra bệnh viện gần nhất thì ở gần đây có một bệnh viện. Cô và An Đình nhanh chóng chạy đến bệnh viện. Vừa đến nơi, Nguyệt Lan nhanh chóng hỏi thăm y tá xem có tên của An Vũ hay không. Y tá cho tôi hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên An Vũ mới vào không ạ? Y tá nữ lật sổ bệnh viện ra xem thử nhưng không có ai tên là An Vũ. Nguyệt Lan thất vọng định quay đi thì một y tá khác chạy đến nói với y tá nữ kia rằng vừa có một bệnh nhân tên An Vũ từ khoa cấp cứu chuyển vào. Vừa nghe thấy, Nguyệt Lan nhanh chóng quay lại, hỏi y tá nữ liên tục là bây giờ An Vũ đang ở đâu. Y tá đứng kế bên nhanh chóng nói, cô đi theo tôi. Nguyệt Lan và An Đình nhanh chóng đi theo y tá đến phòng cấp cứu. Cô vừa đi thì lối bên này xuất hiện một người đang nhìn theo cô và An Đình. Người đấy nhanh chóng sang hỏi y tá xem hai người đi đâu. Sau khi nghe y tá nói anh đã nắm bắt tình hình, anh chỉ cười nhẹ rồi đi theo sau hai người. Một lúc sau thì thấy cả hai đứng ở phòng cấp cứu. Anh thấy Nguyệt Lan đã khóc rất nhiều và An Đình chỉ gục đầu xuống đất. Một lúc sau bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Ai là người nhà của bệnh nhân An Vũ? Hiện tại anh ấy đang mất máu rất nhiều, cần thêm máu. Ai là người nhà của bệnh nhân nhanh chóng đi theo tôi. An Đình nghe thấy ngẩng đầu lên tiếng nói. Tôi là anh trai của An Vũ, anh lấy máu của tôi đi. Vừa nghe xong, người đàn ông theo dõi hai người nãy giờ đột ngột tiến lại, cất giọng nói lớn. Anh trai em đây mà. An Đình và Nguyệt Lan đỏ hoe mắt quay lại nhìn, đó chính là An Vũ.
Theo sau An Vũ chính là người nhà của bệnh nhân nằm ở trong kia. Bệnh nhân đó cũng tên là An Vũ. An Đình thấy An Vũ đang đứng sờ sờ trước mặt, nhanh chóng chạy lại đánh anh một cái. Thằng khốn này, biết anh lo cho em lắm không hả? Anh, vậy là anh nhận em là em trai rồi nhé. Vừa nói An Vũ vừa cười, An Đình thấy vậy cũng lau nước mắt rồi cười theo. Nguyệt Lan từ xa nhìn thấy hai anh em đoàn tụ cũng tiến lại gần. Nguyệt Lan cầm lấy tay An Vũ, xong sau đó cầm tay An Đình đặt lên phía trên, rồi nói lên một tiếng. Từ bây giờ không để lạc mất nhau nữa nhé. Cả ba cùng nhau cười lớn. An Đình kêu An Vũ về nhà để gặp ba của mình và thắp một nén nhang cho mẹ. An Vũ nghe thấy nhanh chóng ra ngoài bắt xe đi về, do xe anh đã hư. An Vũ mượn điện thoại của Nguyệt Lan để gọi thư ký Lâm xử lý. Taxi cũng đã đến. Nguyệt Lan nhanh chóng đi lên ghế trước để nhường ghế sau cho hai anh em nói chuyện. Suốt quãng đường cả hai nói chuyện rất nhiều. Nguyệt Lan nhìn qua kính thấy hai người vui vẻ. Trên mặt cô cũng nở một nụ cười mãn nguyện. Về đến nhà thấy Nguyệt Ánh đang đứng ngay ở cửa chờ hai người. An Đình và Nguyệt Lan bước xuống trước. Nguyệt Ánh ân cần hỏi thăm An Vũ. An Vũ có bị làm sao không hả anh? An Đình vừa định nói thì An Vũ từ trong xe bước ra lên tiếng nói với Nguyệt Ánh. Chị à, em không sao đâu, chỉ là bị thương chút thôi. Nguyệt Ánh có vẻ bất ngờ vì An Vũ ở phía sau, nhưng chị cũng hiểu là chuyện gì đang xảy ra, lập tức vui mừng chạy vào nhà. Ở trong nhà, ông Mã đang ngồi ở phòng khách vẻ mặt lo lắng. Thấy An Đình bước vào, ông lập tức yên tâm. Ở nhà ông Mã đã đọc hết sấp tài liệu trên bàn. Ông đã biết hết tất cả nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ. Đến khi An Vũ bước vào, ông đã hoàn toàn tin. Dáng vẻ của An Vũ giống hệt ông lúc xưa khi còn sự nghiệp. Ông Mã lập tức chạy đến ôm chầm An Vũ vào lòng. Ông Mã mắt đỏ hoe như sắp khóc. Ông rưng rưng nước mắt. Thấy vậy An Vũ liền lau nước mắt cho ông. An Đình cũng bước đến, cả ba cùng ôm nhau. Khung cảnh gia đình đoàn tụ vô cùng hạnh phúc. Sau một lúc thì An Vũ cũng bước đến bàn thờ của mẹ. Anh lấy một nén nhang thắp lên trên cây đèn dầu. An Vũ quỳ xuống khấn vái mẹ. Anh từ từ đứng dậy cắm cây nhang lên bát hương đầy tàn nhang và chân nhang. An Vũ quỳ xuống lạy mẹ mình ba lạy. Mẹ ơi, con đã về với mẹ rồi đây. Hình ảnh đó khiến ai trong nhà cũng không kìm được nước mắt. Để xua tan đi bầu không khí đau buồn, Nguyệt Ánh liền lên tiếng. Thôi, hôm nay là ngày vui mà, con sẽ nấu một món thật ngon để mọi người ăn và cúng mẹ nha. Nguyệt Lan cũng đi theo chị vào bếp để giúp Nguyệt Ánh làm đồ ăn. Hơn 30 phút sau, món đầu tiên cũng đã lên bàn. Món này tuy không đắt và không đẹp mắt bằng những món hàng ngày An Vũ ăn, nhưng nó chứa được tình yêu của gia đình và cả Nguyệt Lan nữa. An Vũ gắp miếng đầu tiên bỏ vào miệng, nhưng nước mắt anh cứ chảy xuống không ngừng. Nguyệt Lan bưng món lên thấy An Vũ đang khóc, lập tức quan tâm hỏi anh. Sao anh lại khóc vậy? Đồ ăn tôi nấu không ngon hả? An Vũ thấy Nguyệt Lan hỏi liền lấy tay lau nước mắt. Không phải, đồ ăn em nấu ngon lắm, chỉ là tôi hơi cảm động chút thôi. Nguyệt Lan hiểu cảm giác của anh nên không nói gì thêm, chỉ bưng đồ ăn lên và đi sắp xếp phòng cho An Vũ. Để tối nay anh ngủ lại. Cả nhà ăn xong thì cũng đã đến tối. An Đình đi lấy đồ của mình, đưa cho An Vũ đi tắm. An Vũ tắm xong bước ra với bộ đồ có chút cũ kỹ, nhưng thật sự đây là bộ đồ mới nhất của An Đình rồi. Anh đã cất rất lâu, không bao giờ dám lôi ra mặc. Hôm nay vì An Vũ nên anh đã lấy ra cho An Vũ. Sau khi tắm xong, cả nhà cũng đã bắt đầu đi ngủ. Nguyệt Lan cũng dắt An Vũ về phòng mà mình đã chuẩn bị cho anh. Đến nơi, An Vũ kêu Nguyệt Lan vào trước vì anh sợ ma. Khi Nguyệt Lan vừa bước vào thì An Vũ cũng vào, nhanh tay khóa cửa lại. Nguyệt Lan cảm thấy có gì đó sai sai liền quay lại thì An Vũ đã ra sức ép cô xuống giường. Nguyệt Lan vùng vẫy nhưng chẳng thể được, tay cô đã bị An Vũ siết chặt. An Vũ từ từ hôn lên bờ môi căng mọng của Nguyệt Lan. Nguyệt Lan cố gắng né tránh nhưng không thể được. An Vũ bắt đầu nhẹ nhàng vùi đầu vào mớ tóc đen mềm mượt của Nguyệt Lan. Mùi thơm quen thuộc khiến anh chẳng thể cưỡng lại được.
đã từ rất lâu rồi anh chẳng còn nghe được mùi hương này. An Vũ dùng bàn tay ngọc ngà của mình từ từ luồn qua lớp đồ của Nguyệt Lan. Bàn tay bắt đầu chạm vào khắp nơi. An Vũ chạm đến đâu cả người Nguyệt Lan nóng ran đến đó. An Vũ nhẹ nhàng cắn vào vành tai của Nguyệt Lan. Cả người cô bây giờ nóng như lửa đốt. Tay chân cô cũng không còn ngọ nguậy nữa. Thấy Nguyệt Lan không chống cự lại nữa, An Vũ dùng tay sờ vào phần đùi nõn nà của cô. Hôm nay Nguyệt Lan mặc một chiếc váy bó sát vào người để lộ hai cặp đùi trắng sáng. An Vũ cởi những chiếc nút áo của cô ra để lộ thân hình với lớp da mịn màng. Nguyệt Lan bây giờ chẳng còn sức lực để phản kháng, cả người cô tê dại hết cả lên. An Vũ luồn tay qua sau lưng cô để cởi chiếc áo lót mỏng manh cô đang mặc trên người. An Vũ từ từ hôn nhẹ nhàng từ trên cổ Nguyệt Lan đến ngực. Anh dùng tay vừa xoa vừa mút, tiếng mút chụt chụt vang ra khắp căn phòng kèm theo tiếng rên rỉ. An Vũ dừng lại đi mà. Nguyệt Lan càng nói, An Vũ càng làm tới hơn. Anh bắt đầu hôn dài xuống eo, vừa hôn vừa dùng tay cởi chiếc váy và chiếc quần lót của cô đang mặc. Anh hôn từ từ xuống phần dưới, dùng lưỡi đảo qua đảo lại. Nguyệt Lan trên này quắn quéo không ngừng tiếng rên rỉ, càng lúc càng lớn. Cô tê dại quắn quéo đến nỗi hai chân kẹp chặt vào đầu An Vũ. An Vũ thấy đã đến lúc, anh đứng dậy cởi chiếc quần ra, thứ trong quần nhô lên bật ra. An Vũ dùng tay vuốt vuốt, anh giở chân Nguyệt Lan lên, dùng một tay đỡ, một tay đẩy giữ vật ấy đút vào. Khi đã vào được, anh dùng cả hai tay để đỡ chân Nguyệt Lan. Nguyệt Lan cũng đã cảm nhận được hơi ấm từ vật ấy. Phía dưới cô đau đớn, cô liên tục phát ra tiếng rên rỉ không ngừng. Nguyệt Lan dùng tay bấu chặt vào ga giường trắng. An Vũ ở phía dưới cứ nhấp không ngừng, cứ vô rồi lại ra liên tục như vậy, có những lúc lại làm mạnh hơn nữa. Nguyệt Lan đột nhiên cảm nhận được hơi ấm ở trong bụng mình, giật mình lấy lại ý thức thì cũng đã quá muộn rồi, mọi chuyện đã xảy ra. Sáng hôm sau, Nguyệt Lan tỉnh dậy cả người ê ẩm. Cô chẳng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi cô hoàn hồn lại thì đã thấy An Vũ dưới thân của mình. Nguyệt Lan từ từ đi đến phòng tắm. Cô nhìn vào gương thấy trên cổ có nhiều vết đỏ. Cô nhanh chóng đi tắm bịt cổ chạy về phòng. Nguyệt Lan lấy đồ make up để che đi những vết ấy. Sau một hồi thật may mắn cũng đã che được. Nguyệt Lan bước những bước đi chĩu nặng. Xuống cầu thang thấy Nguyệt Ánh đang ở phòng bếp. Cô liền tiến đến ngỏ ý phụ chị mình. An Vũ trên phòng cũng đã tỉnh dậy, đầu rối bời nhìn xung quanh tìm Nguyệt Lan nhưng không thấy cô. Anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi thay bộ vest hôm qua. Bước xuống lầu thì thấy Nguyệt Lan đang làm đồ ăn. Nhân cơ hội không có ai ở đó, An Vũ lại ôm eo cô, nhẹ nhàng đặt lên má cô một nụ hôn rồi rời đi. An Vũ tạm biệt những người trong nhà rồi ra ngoài. Bên ngoài thư ký Lâm đang đợi anh. An Vũ lên xe mở cửa đi đến công ty. Bên này Nguyệt Lan đang ăn cơm cùng gia đình thì đột nhiên thấy hơi khó chịu, nhớ rằng hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Khi ăn xong, cô nhanh chóng đến quầy thuốc tây để hỏi mua thuốc tránh thai. Nguyệt Lan lần đầu biết những thứ này nên cô chẳng biết nên mua loại nào, nên đã nhầm thuốc tránh thai khẩn cấp sang thuốc tránh thai hàng ngày. Cô không dám đem thuốc về nhà nên đã ghé quán cà phê để lấy ra uống. Uống xong, Nguyệt Lan bắt taxi đến công ty. Đến công ty thì thấy An Vũ đang ngồi làm việc. Thấy cô, An Vũ nhẹ nhàng cười chạy lại ôm cô, đỡ cô ngồi xuống ghế. Trên mặt Nguyệt Lan tỏ rõ vẻ mặt lo sợ. An Vũ ân cần hỏi thăm xem cô có ổn hay không. Em sao đấy? Tôi sợ. Em sợ gì? Tôi sợ tôi có thai. Hả? Thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em à? Hay em không muốn lấy tôi? Nguyệt Lan chần chừ không muốn trả lời. An Vũ thấy thế hôn nhẹ lên trán cô để cô có thể yên tâm. Em yên tâm đi, không sao đâu. À mà tối nay đi ăn với tôi nhé. Vâng, tôi sẽ đi. Thấy vậy An Vũ cười nhẹ. Tối hôm nay anh đã chuẩn bị một bất ngờ cho cô. Đến tận tối, An Vũ cùng thư ký Lâm đã chuẩn bị trang trí mọi thứ.
Quán hôm nay anh chọn là quán có view bờ sông lãng mạn, rất thích hợp để cầu hôn. An Vũ ngồi chờ Nguyệt Lan đến. Sau 5 phút thì cuối cùng Nguyệt Lan cũng đến. An Vũ nhẹ nhàng kéo ghế cho Nguyệt Lan ngồi xuống. Nguyệt Lan ngắm nhìn phong cảnh thật đẹp. Gió thổi nhẹ nhàng khẽ luồn qua mái tóc của cô. Ít phút sau, phục vụ bưng đồ ăn ra, những món thịnh soạn trên bàn. An Vũ gắp thức ăn cho cô. Cả suốt buổi ăn anh chỉ bóc tôm cho Nguyệt Lan. Đến cuối cùng khi ăn xong, Nguyệt Lan lấy son thoa lên đôi môi đỏ mọng. An Vũ đột nhiên giơ tay lên trời vỗ tay. Các phục vụ nhanh chóng bê ra một chiếc bánh kem với dòng chữ Will you marry me? Nguyệt Lan tưởng rằng hôm nay ai đó được cầu hôn, lập tức nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đột nhiên phục vụ đi đến bàn của cô, Nguyệt Lan ngạc nhiên, nhưng theo phản ứng cũng đứng dậy cầm lấy bó hoa của phục vụ. Các chị phục vụ kéo tay cô ra khỏi bàn. An Vũ nhanh chóng bước ra ngoài, anh lấy trong túi ra một hộp nhẫn. Nguyệt Lan bất ngờ nước mắt rưng rưng. An Vũ từ từ kéo tay cô, anh mở hộp nhẫn ra. Bên trong lộ ra chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. An Vũ lấy chiếc nhẫn từ trong hộp ra, đặt chiếc hộp lên bàn. Trên tay An Vũ cầm chiếc nhẫn kim cương giơ lên. Anh quỳ xuống nhẹ nhàng nói, em có đồng ý lấy anh không? Mọi người xung quanh, người thì cầm máy quay, người thì nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Vừa lúc An Vũ nói như vậy liền hô lên, đồng ý, đồng ý, đồng ý. Ngay bên ngoài những tiếng đồng ý vang lên, Nguyệt Lan không do dự mà nói, em đồng ý. An Vũ nghe xong mừng rỡ, anh dùng tay chạm vào bàn tay ngọc ngà của Nguyệt Lan. An Vũ từ từ đeo chiếc nhẫn vào cho Nguyệt Lan, anh khẽ hôn lên tay của cô, khung cảnh trông thật lãng mạn. Ngày hôm sau, Nguyệt Lan đang ở nhà chuẩn bị make up xinh đẹp chờ An Vũ đến đón để đi chọn váy cưới. Hôm nay cô đặc biệt làm bộ tóc xoăn sóng lơi thật đẹp. An Vũ hôm nay cũng mặc một bộ vest thật đẹp. Anh chạy chiếc xe Audi hạng sang đi đến nhà Nguyệt Lan. Anh bóp kèn inh ỏi để cho Nguyệt Lan biết để xuống. Nguyệt Lan bước xuống. Hôm nay cô trông thật xinh đẹp. Cô nhẹ nhàng cười bước đến bước lên xe. An Vũ tinh tế mở cửa xe cho cô để cô lên. Đi đến tiệm váy, An Vũ nói với phục vụ, hãy chọn cho Nguyệt Lan một bộ váy thật đẹp. An Vũ đưa cho cô phục vụ một chiếc thẻ đen có mật khẩu. An Vũ dẫn tay Nguyệt Lan đi chọn váy. Cô phục vụ lúc nãy kêu An Vũ và Nguyệt Lan đến xem thử một mẫu váy cưới lung linh, đẹp mắt. Dưới sự phục vụ của cô nhân viên, Nguyệt Lan bước ra với bộ váy lộng lẫy xinh đẹp. An Vũ mắt sáng rỡ nhìn Nguyệt Lan. An Vũ nhanh chóng chọn bộ váy này trong ngày cưới. Mấy hôm sau, lễ cưới diễn ra. Bên đằng trai là ba của An Vũ và An Đình. Bên đằng gái là Nguyệt Ánh. Dưới sự chứng kiến của mọi người, hai người trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tình đầu chóng phai của tác giả Tuệ Lâm. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.